Đó, những cái lá này nè cả nhà, đó nó kết hợp với cái bóng đèn màu hồng á, à, nhìn ra cái sắc màu nguyên cái khối lối đi nè, màu hồng rất là đẹp luôn. À, đi nãy giờ chắc cũng được 30 mét rồi, rất là đẹp luôn cả nhà. Nhìn cái màu nó rất là đẹp luôn, cái màu này. Nhìn tổng thể cái khu này thì Hà thấy nó giống như một cái vườn hoa rất là lung linh, rực rỡ sắc màu. Kênh hả? Kênh Hà Du Ký Vlog em. Hà xin chào quý ông bà cô chú anh chị cùng toàn thể quý vị đã trở lại xem kênh Hà Du Ký Vlog. Hiện tại thì Hà đang có mặt tại công viên Bến Bạch Đằng. Cũng như cả nhà đã từng xem kênh Hà Du Ký Vlog thì cả nhà đã biết là Hà đã từng review công viên Bến Bạch Đằng ha. Nhưng mà hôm nay tại công viên Bến Bạch Đằng có cái điều rất là thú vị. Đó, như cả nhà nhìn thấy quang cảnh ở đây rất là lấp lánh lung linh luôn, và du khách đến đây rất là đông luôn. Bởi vì hôm nay ở đây có lễ hội ánh sáng, và những cái ánh sáng này là được làm, được kết thành từ 500.000 bóng đèn LED do Nhật Bản và Việt Nam cùng đồng hành, cùng thực hiện. Đây là cái chương trình kỷ niệm 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Nhật Bản và Việt Nam. Bây giờ xin mời quý ông bà cô chú anh chị cùng toàn thể quý vị chiêm ngưỡng, chiêm ngắm cái quang cảnh ở công viên Bến Bạch Đằng với những cái bóng đèn LED, 500.000 bóng đèn LED nha cả nhà. Đó, cả nhà thấy không? Đó. Cả nhà nhìn thấy rất là đông người đến đây chụp hình nha. Mé bên trái của Hà, mé bên trái màn hình đó, đó là Bến Bạch Đằng. Và bên phải màn hình đó là cả nhà thấy xe đang di chuyển không? Đó là đường Tôn Đức Thắng ha. Tôn Đức Thắng quận 1. Rất là dễ thương. Ở phía kia là ga tàu cao tốc Bạch Đằng. Thấy mọi người đi chụp hình đông vui như thế này mình cũng vui theo cả nhà. Mặc dù là đi review chia sẻ cho cả nhà, nhưng mà Hà bị ảnh hưởng về không gian, con người cũng như là cái cảnh sắc ở đây nè. Nó vui làm cho Hà cảm thấy Hà vui lắm. Đây là những cái hoa sen cách điệu đó cả nhà. Ở trong kia Hà thấy ga cao tốc Bạch Đằng á, khá là đông người cả nhà. Ga cao tốc này thì đi về Vũng Tàu đó cả nhà. Còn ga tàu thủy Bạch Đằng thì đi vòng vòng ở trong khu vực sông Sài Gòn, ở khu vực thành phố Hồ Chí Minh thôi. Ở bên đây màu xanh, thì bên kia cả nhà thấy cái mảng màu hồng rất là nhiều ha. Đó thì cả nhà nhìn thấy tại công viên Bến Bạch Đằng thì hôm nay trên thảm cỏ được trang trí rất nhiều bóng đèn LED, mà như Hà đã nói thì tới 500.000 bóng đèn LED rồi cả nhà. Thì ở bên đây Hà thấy cái mảng xanh, mấy bên kia thì có mảng tím hồng rất là đẹp luôn. Chút xíu Hà sẽ đi qua bên đó. Và hôm nay thì chỗ này quá lung linh lấp lánh đẹp luôn, nên Hà thấy có rất là nhiều người đến đây chụp hình, quay phim. Thì cả nhà biết không, người Nhật có những cái công trình, có những cái sáng tạo, có những cái phát minh rất là độc đáo luôn. Nhật Bản là quốc gia của những nhà sáng chế. Tuy nhiên nếu chúng ta chỉ biết tới những con robot hay máy tính xách tay, những chiếc ô tô chất lượng cao, thì chúng ta còn rất là nhiều thiếu sót. Bởi vì Nhật Bản là xứ sở của những nhà phát minh. Xứ sở mặt trời mọc thì có rất nhiều phát minh vĩ đại,
nó ảnh hưởng tới cuộc sống, đời sống của con người đó. Như chúng ta đã biết ha, là chiếc gậy selfie là chiếc gậy mà chúng ta hay dùng để gắn cái điện thoại vô để chúng ta chụp hình đó, là do người Nhật sáng chế. Thì theo Hà được biết, năm 1980 thì có hai nhà thiết kế của Nhật Bản, đó là Hiroshi Ueda và Yuzuru Mima, có một cái phát minh mà nó ảnh hưởng đến đời sống của con người rất là sâu sắc. Và rất là nhiều thích cái phát minh này, đó là phát minh dàn máy hát karaoke. Dàn karaoke là do người Nhật phát minh ra nha quý ông bà cô chú anh chị, còn thể cái gì. Rồi thì cái đầu băng VHS là cái đầu băng dùng để ghi hình đó. Trước đây thì quý ông bà cô chú anh chị, còn thể quý vị đã có xài cái đầu máy á, thì có cái xài cái đầu băng ha. Như chúng ta cũng biết là Nhật Bản là một cái kinh đô về đồ ăn giả nha. Người ta chế ra những cái món ăn giả được làm từ nhựa. Những cái thức ăn giả này dùng để làm gì? Đó, họ dùng những thức ăn giả này để trang trí cho những cái tiệm ăn, cho những cái nhà hàng đó quý ông bà cô chú anh chị, cộng thân quý vị. Rồi thì hệ thống định vị trên ô tô cũng do người Nhật phát minh. Quý ông bà cô chú anh chị còn thấy quý vị là những người mà trên 30 tuổi thì chắc cũng đã từng sử dụng cái máy nghe nhạc Sony Walkman ha. Đây là cái máy dùng để cho chúng ta có thể vừa đi bộ, vừa đi đường, vừa nghe nhạc. Đây là một cái máy mà ngày xưa rất là hot, ngay cả bản thân Long Hà cũng rất là thích cái máy này. Có một cái phát minh rất là hay, rất là vui và ý nghĩa luôn. Đó là phát minh biểu tượng cảm xúc. Tiếng Nhật gọi là emoji. Những cái biểu tượng cảm xúc này bây giờ nó rất cần thiết trong vấn đề dự báo thời tiết, cũng như vấn đề giao thông, ở các khu vui chơi cũng có. Người ta sử dụng cái biểu tượng cảm xúc rất nhiều. Ngay cả những cái tin nhắn bây giờ của chúng ta cũng hay dùng những cái biểu tượng cảm xúc đó. Và những cái biểu tượng cảm xúc đó chính do người Nhật phát minh ra đó cũng được chứ anh chị, còn có thể cái gì. Và bây giờ nó trở thành những cái biểu tượng mà người Việt của mình bây giờ cũng dần làm quen và cũng rất là thích thú. Rồi thì máy tính xách tay có bàn phím, có màn hình LCD, có máy in và cho sạc điện cũng do người Nhật phát minh ra đó quý bà cô chú anh chị, cùng toàn thể quý vị. Những cái chiếc máy in 3D cũng do người Nhật phát minh ra. Rồi những chiếc nồi cơm điện, đặc biệt là những cái nồi cơm điện mang thương hiệu Toshiba, cũng là những cái nồi cơm điện mà đầu tiên do người Nhật phát minh ra. Và bây giờ nồi cơm điện thì nó có khắp nơi trên thế giới luôn ha. Rồi có những cái máy tính bỏ túi cũng do người Nhật phát minh ra. Những cái máy tính phát minh đầu tiên thì năm 1970 và được sử dụng trên phạm vi toàn cầu, và bây giờ thì người ta vẫn còn đang sử dụng nó. Có một cái phát minh cũng rất là hay, đó là phát minh ra những cái mẫu trái dưa hấu có hình vuông. Cái việc mà phát minh ra trái dưa hấu có hình vuông này nó rất là giúp ích trong vấn đề vận chuyển. Cái phát minh này giúp cho cái người vận chuyển sắp xếp những cái dưa hấu lên xe, lên những cái phương tiện chuyên chở thì nó cũng được gọn gàng và khi chở cũng được số lượng nhiều hơn. Thì cả nhà cũng biết là mì gói chúng ta ăn là cũng do là người Nhật phát minh. Rồi những cái cục pin, pin khô á, thay vì mình xài pin để lấy điện thì có những cái pin khô là cũng do người Nhật phát minh. Rồi có những cái hệ thống định vị trên xe hơi cũng là do người Nhật họ phát minh. Rồi những cái chiếc xe hiện đại, những cái xe sang trọng cũng do cái người Nhật phát minh. Rồi có những chiếc tàu Shinkansen cũng do người Nhật phát minh với tốc độ khoảng 400 km/h. Đó là Hà chỉ kể ra vài phát minh của người Nhật thôi, chứ thực sự là lịch sử phát minh sáng tạo của người Nhật thì phải nói là quá nhiều. Và những cái phát minh đó nó ảnh hưởng đến đời sống, đến cuộc sống của con người cho đến ngày hôm nay. Những cái phát minh rất là có giá trị nha quý ông bà cô chú anh chị, còn là thầy quý vị. Đó thì ở công viên này Hà thấy nó rất là rộng và đèn led họ trang trí cũng rất là nhiều, mà nãy giờ Hà đi mấy được khoảng nửa công viên thôi cả nhà. Hà xin mời cả nhà cùng với Hà đi khám phá hết cái phần công viên, cái phần trang trí ở đây nha. Rồi xin mời cả nhà. Nhìn tổng thể cái khu này thì Hà thấy nó giống như một cái vườn hoa rất là lung linh, rực rỡ sắc màu. Trong nó rất là thu hút và Hà cảm thấy rất là thích thú cái không gian ở đây.
khu vực bến tàu. Kênh hả? Kênh Hà Du Ký Vlog em. Ừ. Em người Sài Gòn ở đâu? Dạ, em. Em biết cái công trình này lâu chưa? Hay là mới nghe nói đây thôi? Này còn kéo dài tới 16 tháng 4 lần. Nên còn lâu. Còn nhiều người mà chưa biết thì anh review để chia sẻ cho nhiều người chưa biết để họ đến đây. Rồi, chúc em mạnh khỏe ha. Luôn xinh đẹp nha. Bến Bạch Đằng hôm nay đông vui quá cả nhà ơi, rất nhiều trai xinh gái đẹp luôn. Rất là vui luôn cả nhà. Chỗ này rất là thú vị, rất là ý tưởng để cho chúng ta đến đây tham quan ngắm cảnh trải nghiệm ha. Thì chỗ này nó kéo dài đến ngày 16 tháng 4 nha, tức là còn khoảng mười mấy ngày nữa cả nhà tranh thủ đến đây tham quan ngắm cảnh nha. Cái công trình này rất là đặc biệt. Nó kéo dài đến ngày 16 tháng 4. Ở đây là công viên Bến Bạch Đằng ở khu quận nhất nha cả nhà. Rồi, xin mời cả nhà tiếp tục đi tham quan khám phá với Hà tại công viên Bến Bạch Đằng nha. Vui quá cả nhà ơi, rất là vui, đông vui vô cùng luôn. Đó, giống như ngày hội, ngày Tết vậy đó. Đó. Ở phía kia thì có một cái dạng cái nhà ống để cho chúng ta đi vô bên đó, thì Hà thấy có một nhà ống kìa. Thì bây giờ đi vô đó coi có gì thú vị không cả nhà ha. Ở đây thì Hà thấy có cái lối đi giống như một cái ống, nó hơi cong tí xíu, không biết có ý tưởng gì. Nhưng mà khi Hà tìm hiểu thì cái ống này nó có chiều dài 50m, rộng 4m. 50m có lẽ là nó tượng trưng cho cái mối quan hệ giữa Việt Nam, Nhật Bản 50 năm vậy đó cả nhà. Thì Hà suy nghĩ vậy đó. Còn 4m thì không biết nó có ý gì không. Thì ai mà biết về cái thông tin 4m thì vui lòng comment chia sẻ với Hà. 50m thì Hà đoán là đó là mối quan hệ giữa Việt Nam và Nhật Bản 50 năm á. Và bây giờ xin mời cả nhà cùng với Hà đi vô cái đường ống này nha, khám phá coi nó có đẹp, có lung linh không nha. Việt Nam, Nhật Bản 50 năm nha. Rồi, xin chào gia đình này nha. Khá là đông người đang đi trong đây cả nhà. Vô đây mọi người chụp hình á, nên đứng trong đây cho nó hơi bị nghẹt tí. Thôi thì Hà cũng tranh thủ đi vô đây một tí xíu. Đông người quá cả nhà ơi, rất là vui. Đó. Nhiều khi đi bị va chạm máy đó cả nhà, nên nó rung lắc, cả nhà thông cảm nha, tại đông người quá. Ở trên đây giống như là những cái lá
của hoa mai anh đào vậy cả nhà? Lúc đầu chưa đi khám phá thì Hà gọi đó là cái đường ống, nhưng mà sau khi đi khám phá được tìm hiểu thêm thì Hà được biết đây là cái đường hầm, và Hà liên tưởng đến hầm chui vượt sông Sài Gòn, đó là hầm Thủ Thiêm. Hầm Thủ Thiêm cũng là do những cái nhà thầu của người Nhật thực hiện cái đường hầm này. Thì đây có phải là cái biểu tượng của cái đường hầm vượt sông Sài Gòn, hầm Thủ Thiêm hay không? Đó, những cái lá này nè cả nhà, đó nó kết hợp với cái bóng đèn màu hồng á, nhìn ra cái sắc màu nguyên cái khối lối đi nè, màu hồng rất là đẹp luôn. Cái lối đi này là có chiều dài 50m, chiều rộng là 4m nha cả nhà. Cả nhà nhìn thấy ai đi vô đây cũng chụp hình hoặc là cầm một cái điện thoại tự chụp hình hoặc là quay lại cái không gian trong đây để làm kỷ niệm. Đường hầm này có kích thước 50m thì Hà cho đây là cái biểu tượng của một chặng đường thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam, Nhật Bản đồng hành và phát triển. Đi nãy giờ chắc cũng được 30m rồi, còn khoảng 20m nữa, tại cái lối đi này tới 50m được mà. Rất đẹp luôn cả nhà, nhìn cái màu nó rất là đẹp luôn, cái màu kết hợp với cái bóng đèn màu hồng hồng này, nhìn nó đẹp gì đâu luôn. Đó, đây là Việt Nam Nhật Bản năm 1973, năm 2023. Có rất nhiều người khách Tây nha các nhà. Đó, đây là cái lối đi được thiết kế bằng LED, dài 50m, rộng 4m đó các nhà. Khi Hà chia sẻ cái clip này thì cũng còn mười mấy 20 ngày nữa thì cái chương trình này nó mới kết thúc. Thì Hà mong rằng quý bà cô chú anh chị cùng toàn thể quý vị sắp xếp thời gian đến đây ngắm cảnh, chụp hình thư giãn để làm cái kỷ niệm. Đây là một cái ý tưởng, đây là một cái thiết kế, một chương trình mà Hà thấy rằng nó rất ý nghĩa, và lần đầu tiên tại công viên Bến Bạch Đằng Hà thấy nó rực rỡ lung linh như thế này đó. Đường đông quá. Rất là nhiều du khách đến với Bến Bạch Đằng hôm nay cả nhà. Bến Bạch Đằng nó còn dài lắm, nãy giờ Hà đi là chỉ đi cái phần mà được thiết kế trang trí LED thôi, chứ khúc đây nó còn dài lắm, nhưng mà ở trên đó không có đèn nên Hà không review chia sẻ cho cả nhà cái khu trên đó. Bởi vì Hà review cái phần được trang trí đèn là Hà thấy clip nó cũng đã dài lắm rồi. Giờ thì Hà đi ngược trở lại cả nhà, để review cho cả nhà coi thẳng một đường thôi. Thì nãy vừa Hà vừa đi vừa quay á, nên có những cái chỗ giật. Bây giờ thì Hà đi thẳng một đường thôi để cho cả nhà chiêm ngắm đầy đủ cái không gian bên trong chỗ này ha.
bởi vì hơi bị đông người đó cả nhà. Nếu như Hà đi mà có bị rung lắc do bị vướng va ngày này vướng ngày kia đó, hoặc là người ta va vào mình đó, thì cái khung hình nó không được chuẩn á, không được đẹp á, thì cả nhà thông cảm nha. Đây là cái lối đi dài 50 mét, rộng 4 mét, được thiết kế bằng hệ thống đèn LED và những cái lá được làm từ nhựa nè. Cả nhà nhìn thấy không? Rất là đẹp luôn. Đây là cái công trình do Việt Nam Nhật Bản đồng hành kỷ niệm 50 năm ngày quan hệ Việt Nam Nhật Bản năm 1973 và 2023. Công trình này là cái công trình Nhật Bản Việt Nam đồng hành nhân kỷ niệm 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Nhật Bản và Việt Nam nha cả nhà. Đây là một cái ý tưởng thấy rất là độc đáo, và cái thiết kế, cái trang trí cũng rất là đặc biệt luôn, đẹp lắm cả nhà. Đó, ở đây cả nhà nhìn thấy cái mặt đất không? Ở đây là thảm cỏ đó. Cái phần mà người ta thiết kế đèn là nó nằm trên thảm cỏ, còn cái phần gạch đó là phần lối đi đó, thì người ta không thiết kế. Rồi, Hà xin cảm ơn quý ông bà cô chú anh chị cùng toàn thể quý vị đã đồng hành với Hà đi khám phá, đi ngắm cảnh tại công viên Bến Bạch Đằng. Ngày hôm nay là một ngày rất đặc biệt tại công viên Bến Bạch Đằng, bởi vì ở đây được trang trí rất nhiều bóng đèn LED, tới 500.000 bóng đèn LED. Cái công trình này do Việt Nam và Nhật Bản đồng hành tổ chức nhân kỷ niệm 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam và Nhật Bản. Thấy đây là một công trình rất là ý nghĩa và được người dân ở đây đón nhận rất là đông vui. Rồi, bây giờ Hà xin cảm ơn quý bà cô chú anh chị và các bạn rất nhiều. Xin chào, tạm biệt.